CEO VinFast nói gì về khả năng giảm giá bán xe để chiếm lĩnh thị phần tại Mỹ? CEO Lê Thị Thu Thủy trả lời phỏng vấn đài CNBC sáng ngày 15 tháng 8 theo giờ châu Á. VinFast, hãng xe điện đến từ Việt Nam, chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq Mỹ từ ngày 15 tháng 8 sau khi hoàn tất thương vụ hợp nhất với Black Bear Acquisition. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ hồi tháng 6, VinFast được định giá khoảng 23 tỷ USD. Sau hợp nhất, Black Bear đã trở thành một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu bởi VinFast và hủy niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York. Công ty sau hợp nhất được định giá 27 tỷ USD. Đây là một cột mốc lớn đối với chúng tôi khi niêm yết tại Mỹ. Sự kiện này mở ra cho VinFast cơ hội tiếp cận với nhiều hơn các thị trường vốn trong thời gian tới. CEO Lê Thị Thu Thủy trả lời phỏng vấn đài CNBC sáng ngày 15 tháng 8 theo giờ châu Á. VinFast được thành lập năm 2017, nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán VIC. Công ty này nhanh chóng hiện diện tại Mỹ, bất chấp phải cạnh tranh với một loạt tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp xe điện như Tesla hay BYD. Bên cạnh đó là nhiều hãng xe nội địa khác. Khi được hỏi về khả năng phải cắt giảm giá bán để chiếm lĩnh thị phần, bà Thủy cho biết, chiến lược của VinFast nhắm tới mục tiêu cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý và dịch vụ sau bán hàng. Hãng xe điện này luôn định giá sản phẩm một cách cạnh tranh nhất so với các sản phẩm tương tự. Nhưng khi khách hàng tìm hiểu sâu hơn thì sẽ thấy các sản phẩm của VinFast được trang bị nhiều tính năng và công nghệ hơn. Do đó bà Thủy cho rằng người tiêu dùng sẽ sớm nhận ra giá trị mà mỗi chiếc xe của hãng này mang lại. Trên mọi thị trường, chúng tôi luôn duy trì tính cạnh tranh cao nhất để có thể thu về lợi nhuận. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào số lượng xe sản xuất ra. Hiện tại chúng tôi tiếp tục theo đuổi chiến lược ban đầu, bà nói. Nhằm cạnh tranh tốt hơn tại thị trường Mỹ, VinFast đang trong quá trình xây dựng nhà máy tại bang North Carolina. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025 với công suất giai đoạn 1 lên tới 250.000 xe mỗi năm. Với nhà máy tại North Carolina, chúng tôi kỳ vọng có thể tinh gọn chi phí và cung cấp các sản phẩm với mức giá mà khách hàng Mỹ hoàn toàn có thể tiếp cận, bà Thủy chia sẻ. Từ KFF, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.